Nhá hàng con gà cưng của em nha anh em. Suzuki Seaborn 120 đời 1999. Biển số 5 số thành phố, sang tên toàn quốc. Hải quan chính ngạch. Xe này là em sử dụng nha anh em, mua về để chơi một thời gian. Giờ chia lại cho anh em. Giờ trời sắp tối rồi, không có quay được nhiều. Nhá hàng tí thôi. Ngày mai có thời gian em sẽ quay cho anh em rõ ràng clip chi tiết nha. Xe là em cực kỳ cưng luôn. Mỗi lần đi về là đều rửa xong rồi phơi nắng. Phơi nắng rồi lau khô rồi mới đem vô nhà cất nha anh em. Sườn máy là zin. Máy chưa bung. Đó. Cái bô ram nổ cực kỳ hay luôn anh em. Nãy em cho anh em nghe tiếng máy nổ anh em à. Nghe cái bô nó nổ à. Biết rồi nha. Chất cỡ nào. Sơn rin. Chạy 46.840 km. Sang tên toàn quốc nha anh em. Số khung số máy rin không cắt ghép. Đúng của Sibor 120. Mai có clip chi tiết nha anh em. Anh em nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông để tiện theo dõi như những clip mới nhất từ kênh đăng lên nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em.